rồi mấy đứa đi vô chúc Tết sếp, xong rồi mình bữa nay cái mình nghỉ Tết cái chứ mai mốt là không gặp nữa nha. Nhanh 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 nhanh. Phòng sale với lại là admin để tân để chúc Tết sếp, tại vì hôm nay cũng là buổi làm việc cuối cùng của ngồi dưới đây rồi. Rồi, hai bạn này ngồi chung rồi chứ. Rồi đúng rồi, ngồi chung ngồi cái cũng được. Đi cưng. Dạ. Chúc sếp là sang năm mới là nha khoa mình lúc nào cũng phát tài, phát lộc đó, khách dồn dập rồi phát triển nhiều hơn nữa và những cái chi nhánh là giống như là con trâu vậy đó, sức mạnh tràn trề, thêm rất là nhiều chi nhánh nữa và cái gọi là cái khát vọng ở đây là lên bệnh viện là sẽ thành hiện thực. Rất là cảm ơn Yến Yến Mama đã đưa nguyên cả đội lễ tân vào đây chúc Tết, thì cũng năm hết Tết đến rồi thì cũng rất là cảm ơn chị Yến và cảm ơn các em đã đồng hành trong cùng với Anna trong cái thời gian qua, nhất là cả năm dịch bệnh như thế này và mọi người vẫn đồng hành, vẫn đầy đủ, và cái đặc biệt nữa là cho tới ngày hôm nay là 28 Tết mà chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn làm việc và vẫn còn hăng say với nhau như thế này, thì rất là cảm ơn mọi người. Vỗ tay với nhau nào. Và đại diện phần lớn nhất nè, chúc trước đi. Dạ em đại diện lễ tân chúc sếp Dung là càng ngày càng đẹp nè, luôn luôn đẹp, rồi nha khoa thì càng ngày là càng phát triển và làm ăn phát tài hơn. Rồi cảm ơn em. Rồi tới Bé Tiên. Dạ em đại diện Ngọc Liên em chúc sếp vô mà năm nay luôn luôn trẻ đẹp, thành công phát triển, con đường cho phát triển Anna thành công tốt đẹp hơn, dạ, càng càng nhiều khách và càng quy mô rộng lớn trên thành phố Hồ Chí Minh mà khắp cả nước mình luôn đó. Rồi cảm ơn. Chúc sếp là càng ngày càng xinh đẹp, đầu tiên là phải xinh đẹp trước, xong rồi sếp thật nhiều tiền. Nhiều tiền nó làm gì? tăng luôn cho mọi người. Chúc sếp là nha khoa Anna sẽ phát triển rộng lớn, không chỉ là ở thành phố Hồ Chí Minh mà tất cả các tỉnh thành đều có nha khoa Anna luôn. Rồi rất là cảm ơn mọi người. Ngồi. Rồi thì cũng thay mặt mọi người là cảm ơn Yến Mama cũng như là đội ngũ lễ tân các em xinh đẹp ở đây, thì trong năm nay thì cái đầu tiên là cái mục tiêu đầu tiên mà Yến Mama phải hoàn thành đó chính là làm sao cho ba đứa này nó thoát ế đó. Rồi làm sao mà cho ba đứa này thoát ế là cái đầu tiên, là cái mục tiêu mà Yến Mama năm nay phải làm được. Mặt thì rất xinh như thế này nhưng mà toàn là ế thôi đó. Thì cái đầu tiên là cái mục tiêu đó, rồi tiếp theo thì mình sẽ có những cái hướng, những cái bước phát triển riêng. Tuy nhiên là hồi nãy là ở bên kia là đã lì xì hết rồi, bây giờ là hết, không còn bao lì xì nữa. Buồn hả? Không có một cái bao thôi, cái ruột cọ. Đây. Rồi thì hôm nay là ngày cuối cùng rồi, thì mình cũng xác định luôn rồi, năm nay tình hình dịch bệnh quá thì là Dung cũng không về quê rồi, thì mình sẽ ở đây, thì đằng nào cũng vậy, là mình đã bái Khương Dừa làm sư phụ rồi, thì mình sẽ tổ chức thành một đội YouTuber rồi mình đi quay YouTube, các em có đồng ý không? Rồi bây giờ là lì xì, thì ở đây là mình chọn tùy theo cái sự lựa chọn của mình mà trong này nó có cái ruột như thế nào đó. Rồi mọi người chọn đi. Chị Yến ơi, chị Yến bốc chút đi. Rồi cho em đi. Sao vậy? Rồi Yến Mama đang nhường, Yến Mama đang nhường, em thích màu gì thì em chọn màu đó. Em cảm ơn chị. Rồi khoan hãy mở chờ xíu. Hai. Rồi. Ê, hình như có được sự chỉ dẫn đúng không? Không hề. Sếp ơi, tại vì nó gói. Yeah. Rồi chúc mừng năm mới. Rồi thì đây là tất cả những cái bao lì xì mà chúng ta tự tay mình rút và mình đã lựa chọn.
Chị hỏi thật, nãy giờ có ở ngoài kia có bạn nào hướng dẫn chưa? Dạ không chị. Chưa hả? Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở bao lì xì nha. Mình để sát vô đây. Từng khui mình cùng nhau khui nào. Coi thử coi là ở trong nó được là gì nè. 2 3. Không sao, không sao. Ờ, trong cuộc sống của chúng ta thì mỗi cái lựa chọn là do chúng ta tự quyết định. Và chúng ta tự chịu quyết định với cái chúng ta đã lựa chọn. Thì làm sao để cho nó hài hòa nhất, cho nó tốt nhất. Không có nghĩa là ít, không có nghĩa là ở trong này cái ruột ít là mình do cách ăn ở của mình đâu. Không phải. Mà đây á, là Yến Mama đã hy sinh rút cái tờ đỏ để dành lại cái vàng này dành cho những người khác. Đó, đúng không? Người đọc sách nhiều có khác. Rồi, rất là cảm ơn mọi người. Thì nhân đây nè, thì mình cũng thay mặt cái đội ngũ lễ tân của Anna đi gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú đang xem kênh Dung Dân Dung Dẻ nào. Dạ, chúc quý ông bà cô chú, quý vị đang xem kênh Dung Dân Dung Dẻ là mình sẽ trải nghiệm tại Anna ha. Rồi bớt quảng cáo. Đang chúc. Đừng có kiểu mà cướp giết hiếp như vậy chị. Cắt. Rồi không sao hết. Chúc quý ông bà, cô chú, bác ăn Tết vui vẻ, sang năm con trâu mình sẽ ở trong mùa dịch thật là an toàn và mọi người làm ăn phát đạt. Vỗ tay. Ba bạn nghĩ một câu gì đó mà chúc chung đi. Thì mọi người bạn sự như ý đi. Rồi. Dạ rồi. Chúc mọi người bạn sự như ý. Nhìn có đều hết chưa? Rồi lại nha nè. Thôi thì mọi người một câu đi. Mỗi người một câu đi. Rồi ok, mỗi người một câu. Suy nghĩ ra chưa? Rồi, một. Ai sao? Chúc đi. Năm mới kính chúc mọi người mọi sự bạn sự như ý. Phát tài phát lộc. An khang thịnh vượng. Bye bye.